cặp vợ chồng trong vụ tôm hùm cùng hai clip nóng chính thức lên tiếng. Vợ kêu oan, chồng nhận sai vì quá chén. Tối ngày 10 tháng 3, trên mạng xã hội không ngừng lan truyền những bài đăng về việc người chồng mua tôm hùm cho vợ, sau đó tự mình quay lại clip nóng giữa vợ và bạn thân. Những thông tin này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút sự tò mò của cư dân mạng. Dù chưa biết thực hư câu chuyện ra sao, nhưng ngay dưới các bài đăng là hàng loạt bình luận xin clean phản cảm. Bên cạnh đó, thông tin cá nhân và hình ảnh cặp vợ chồng được đồn đoán là hai nhân vật chính trong clip kia cũng ngay lập tức ngập tràn khắp mạng xã hội. Ngay sau đó, một người phụ nữ tên MH được đồn đoán là người vợ trong câu chuyện nói trên đã đăng đàn trên trang cá nhân khẳng định mình là người vợ nhưng không phải là người xuất hiện trong clip. Cả hai cô gái trong clip đều không phải mình, không hiểu sao ngoại hình hoàn toàn khác nhau, từ nét mặt đến hình xăm mà cộng đồng mạng lại khẳng định đó là mình. Họ còn thêu dệt lên câu chuyện chồng mua tôm hùm tặng vợ 8 tháng 3 rồi quay clip vợ với bạn. Chính vì thế, từ lúc sự việc rầm rộ, mình không khóa phay, dù quá nhiều tin nhắn chửi bới, nói những lời khó nghe. Mình không làm gì sai nên mình không cần trốn tránh, MH bày tỏ bức xúc. Không chỉ có người vợ mà người chồng trong câu chuyện tên Dê cũng đã chính thức lên tiếng khi tên của mình liên tục được réo lên khắp cõi mạng. Theo đó, Dê thừa nhận bản thân chính là người có mặt trong clip, nhưng hai cô gái xuất hiện trong clip thì chỉ là hai cô gái gặp ở trên bar, chứ không phải là vợ mình. Mình đã sai lầm khi uống quá chén để xảy ra sự việc đáng tiếc. Ngày 3 tháng 3, mình đi rạch giá cùng vài người bạn chơi. Đến tối đi bar thì có hai cô gái tham gia cùng. Tất cả đều quá chén nên không làm chủ được những hành động xảy ra sau đó. Mình rất ân hận vì để mọi người hiểu sai lệch thành vợ mình, Dê nói trên pháp luật và bạn đọc. Hiện vụ việc vẫn đang là chủ đề nóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về vụ việc.